Trên địa bàn thành phố Cần Thơ mới xuất hiện giống mít độc lạ mang hương vị sầu riêng với giá bán 80.000 đồng 1 kg, cao hơn gấp nhiều lần so với giá mít thường nhưng vẫn không đủ hàng để bán vì lượng khách đặt mua rất cao. Loại mít mang hương vị sầu riêng là giống nhập ngoại được ghép với mít Việt Nam và được trồng thành công tại Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Theo chia sẻ của một số chủ vườn tại Cần Thơ, mít sầu riêng có giá trị kinh tế khá cao. Nhìn bên ngoài, giống mít hương sầu riêng có hình dáng giống mít tố nữ nhưng lại mang hương vị đặc trưng của sầu riêng. Lá mít sầu riêng khá mỏng, dài, tán lá to, trên các nhánh cây có lớp lông bao phủ, thân cây lùn thấp. Khi chín thì gai của mít sầu riêng không nhọn như giống mít khác mà dẹp, mắt gai to và thưa. Giá cây giống khoảng 200.000 đồng một cây. Mít sầu riêng trồng khoảng 18 tháng cây sẽ bắt đầu cho trái. Mỗi cây có thể cho khoảng 20 trái với trọng lượng trung bình từ 2,5 đến 3 kg một trái. Loại mít này có 3 màu ruột, ruột hồng, kem và vàng. Mỗi loại sẽ có một hương vị đặc trưng khác nhau, trong đó mít sầu riêng ruột vàng được đánh giá là vượt trội, có thịt dày, hột nhỏ, nhất là các múi mít rất giống với cơm của trái sầu riêng. Hiện tại thì ở Cù Lao Tân Lộc có một vài nhà vườn trồng thử mít sầu riêng và cho thu hoạch vụ đầu tiên. Vì là giống mít mới lạ nên giá bán khá cao, 80.000 đồng 1 kg, nhưng thu hút nhiều người mua ăn thử. Bước đầu giống mít hương sầu riêng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên vì là giống mít mới nên về lâu dài chưa nhận định được thị trường sẽ như thế nào. Vì vậy, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục theo dõi giống cây trồng này để từng bước có sự hướng dẫn định hướng cho người dân trồng và phát triển loại mít hương sầu riêng.